Kim, số 18 Nguyễn Kim, phường 12 quận 5. Thì mình thấy giá từ 15 đến 20 ngàn các bạn. Cái gì đang nướng, tớ đang nướng. Bắt mắt quá. Bánh này là bánh gì vậy chị? Bánh này là bánh tráng nướng em. À, anh thấy trên có cái thành phần là chị giới thiệu sơ qua được không? Cái thành phần nguyên liệu là gì chị giới thiệu qua? Có thịt, có trứng, rồi phô mai, xúc xích, bếp, hành đầy đủ hết em. À. Một cái như này là tầm bao nhiêu tiền chị? Bánh này là 20 ngàn. 20 ngàn. Nó có trứng, thịt, phô mai, xúc xích, rồi bếp, hành đầy đủ em. À. Còn nếu mà thường thì trứng thịt là 10 ngàn. À. Còn xúc xích không thì 15. À. Phô mai không thì 15 em. Đó, đó chị đang bán cái xe bánh này mà chị tính gì chị? Đâu em? Chị tính gì? Chị tên là chị Huế. À, chị Huế hả? À? Chị là quê ở đâu? Chị quê tỉnh Vĩnh Phúc. À, Vĩnh Phúc. Chị bán chỗ này lâu chưa? Chị bán được 15 năm rồi. À. Bán đây đi bên Hồng Bàng. 10 rưỡi 11 rưỡi Hồng Bàng thì qua đây 12 giờ à. Cho đến 10 giờ đêm. Wow, rất thơm các bạn ơi. Cứ nghe mùi rất là thèm nha. Ngoài cái này thì mình còn cái gì nữa chị? Còn bánh trứng nữa em. À, bánh trứng có, với lại hồ lô đúng không? Hồ lô đúng không? Bánh trứng hồ lô luôn. À. Bánh trứng thì nó có phô mai, xúc xích, hồ lô chung tầm tầm hết. Chị bán ở địa điểm này bao lâu rồi chị? Chị bán đây là được 15 năm rồi. 15 năm? Ờ, bán từ 2004. Ừ. Mới đầu là bán đối diện cổng trường. Nhưng mà bây giờ bắt chị sang đây chạy sang đây. À. Giờ thì nó chạy sang đây là chạy qua đây được 2 năm nay rồi. Wow, chị bán bên sân à, bên cổng trường. Cái này như là tép đúng không chị? Cái này là tép em. À, tép khô đúng không? Tép khô. Cái này là hành. Rồi đây là trứng em. Đây là này là xúc xích. Xúc xích đúng không? Xúc xích đây, xúc xích đây. À. Phô mai đây. Cái này nướng bao lâu là chín chị? Được 2 phút thì chín à. Nướng khoảng độ 2 phút một cái á. Cái này chị có giao đâu hay là chị bán tại chỗ nữa? Chị bán cái này là có ngô Việt Melo Ship luôn, chị đăng ký. À, cũng có đúng không? Ờ, chị đăng ký ngô Việt Melo Ship luôn. Chị có giao mà khách người ta đến mua. Một ngày thường chị bán được tầm bao nhiêu cái bánh như thế này? Tầm 150, 200 bánh trứng. Nói chung là chị bán thập cẩm lắm đâm mình họ mình không biết cái nhưng mà cứ tính tiền là chị biết tiền rồi. Có khi 150, 200 có khi hơn, có khi không tới. Cái này mình thấy có mayonnaise nè, rồi ớt. Tương ớt nha. Rồi bơ, bơ đầy đủ hết rồi. Bạn nếu mà có đi ngang qua cái đoạn đường mà Nguyễn Kim gần cái khu vực Malaysia như cái em hộ chị qua các bạn. Tại vì mình thấy rất là thơm nha. Rất là thơm luôn. Để mình chờ nướng xong đây mình thử cái bánh sau cái hồ lỗ nướng như này nha các bạn. Thử nó có mình xem như thế nào. Wow, thơm đẹp quá. Này thập cẩm á, giòn lắm. Cái này nếu em biết em mua khoảng 15 ngàn cũng được đúng không chị? 10 ngàn, 15 à, ngàn, 20 ngàn có hết. À. Từ 10 đến 15, 20 em. À. Nó nhiều giá. Nó nhiều giá này. Thì bán nó có 3, 4 giá cho mình một giá. Từ 10 đến 15, 20 khách ăn bao nhiêu thì mình bán. À. Chứ không mình không bắt buộc người ta được. Hồi trước người ta quay bên này em chuyển á. Chuyển bây giờ nhiều khách kiếm ngoài. Giờ chị làm cái bánh gì đây? Cái này là chị đang làm bánh trứng này em. Trứng này trứng cúc đúng không chị? Đúng rồi, bánh trứng á, bánh trứng cúc á. Để xem thử như nào các bạn, để xem thử như thế nào nha. Mình thấy cái này cũng rất là lạ đó. Đây là bơ đúng không? Cái này là bơ em ạ. À. Để bơ cho nó tan ra các bạn. Trứng nè. Ăn gì gái ơi em? Mình sẽ để cái trứng vào đây cho nó cái hộp này là có 6 trứng. À, cái này một quả 6 trứng các bạn. Một hộp này là có 6 quả trứng. Wow, nhìn rất đẹp. Rồi xong hành nè. À, con tép nè. Rồi nấm cũng điện thoại luôn. Kẹt nè. Bắt mắt quá. Một phần như thế là như tiền chị? Cái này là 20. À, cái này 20. 20 rồi có phô mai đó là 25. À, có mai là 25 còn không có là 20 luôn. Tức là có hồ lô không là 20. Hoặc là phô mai không thì 20. Mà có thêm phô mai với hồ lô là 25. À. Thập cẩm. Có thêm xúc xích là 30 em ạ. Wow. Xúc xích là 30.
quá trời. Cái này là 30 ngàn là có 3 thứ: xúc xích, phô mai, hồ lô. Còn là có loại là 15 ngàn là trứng thịt là đủ. Cái này là một người ăn no đó nha. Rất là nhiều. Wow, khỏi. Chủ yếu mình thấy là khách ở cái trường đối diện nha các bạn, cái trường học trung học đối diện này, với lại khách trong cái khu Bella Sang tại ra tại mua nha các bạn. Bella Hồng Vương đối diện quán cà phê Hello 5 nha em, một chị đấy. Hello 5 quán cà phê này. Đến rồi chị. Đúng rồi. Wow, nhìn nó phồng lên. Phồng quá. Các bạn nào mà có tâm hồn ăn vặt ra ngoài này ăn rất là tuyệt vời các bạn ơi, khá là nhiều món nha. Wow. Có từng khóc từng khóc, cái này nhìn quá là đẹp. Cái này là mỗi một quả trứng một cấp em. Nó giống cái cục phô mai này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Mỗi một quả. Đường ớt nè. Cái này là tương cà. À, cái tương cà hả? Đường ớt. Cái này là ớt em. À, rồi mayonnaise nữa là sao? Wow, nhìn bắt mắt quá. Để thêm xíu hành phi. Ăn gì hai em? Hồ lô nướng. Hồ lô nướng à? Hồ lô hay bánh trứng? Wow.